Linh Hậu Giang xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình làm một cái video clip về lốp tôn nha anh em. Hôm ngày làm những video về những cái tôn khác rồi. Thì hôm nay mình sẽ trở về với cái tôn lốp tôn để cập nhật một số cái mẹo, những cái thủ thuật mới cho anh em ha. Thì hôm nay video này mình làm cho anh em là xem cái con Samsung S10 nha anh em. Thì ở con này thì mình đã reset mật khẩu rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhập mật khẩu wifi và tiêu nó xem nó có dính FKB không ha. Thì chưa nhập wifi thì ở đây nó đã báo trạng thái này, tức là đã dính FKB rồi anh em đó. Thì hôm nay mình sẽ xử lý cho anh em cái FKB của cái con này Samsung S10. Thì trong khi chờ cái điện thoại nó kích hoạt thì mình sẽ nói thêm về những cập nhật của cái lốp tôn hiện tại. Hiện tại thì đến ngày 20 tháng 6 là bản cập nhật cuối cùng mình đang quay video á. Thì hôm nay video quay mình quay ngày 26 anh em, 26 tháng 6 2023. Thì Oppo, tức là lốp tôn nó đã cập nhật luôn thêm các cái bảo mật mới của Oppo A16, 16S và A16K, Oppo A54, Oppo A17 ha. Ngoài ra thì Samsung nó có add thêm một cái method, là cái giải pháp là cách làm thứ tư, đó là remove FKB 2023 bằng cách là bật cái chế độ ADB bằng cái lệnh sao thân không sao thân ha. Tiếp theo nữa là cái factory reset của một số dòng Android và cập nhật những cái file của Oppo, file mới của Oppo và những cái bảo mật của chip MediaTek mới ha, hình lắp của router. Còn về cái mảng của bên Apple, tức là iPhone, iPad á, thì nó cập nhật thêm là cho anh em là cái file boot jam disk của iOS 16.4 đến 16.5 là không có bị boot lốp ha. Không bị boot lốp tức là không bị che logo anh em, tức là giải pháp này đã được test rồi ha. Thì anh em cần file thì anh em tải về ở trên máy tính mình đang chỉ nè, cái link đó anh em tải cái file ram disk về ha. Ngoài ra ở dưới đây là một số cái link để anh em truy cập vô nè, tải driver các kiểu ha. Anh em cần gì thì cứ khi mở tool lên thì anh em nhắn vào đây để tải. Rồi tiếp theo thì anh em thấy con Samsung S10 của mình á, thì nó đã chính tài khoản FKB rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành luôn nha anh em. Mình sẽ xóa Samsung, xóa tài khoản Google của Samsung S10 nha. Rồi đầu tiên em chọn cái tab cho mình Samsung ha. Và sẽ chọn cho mình ở đây anh em sẽ đưa cái điện thoại về chế độ ở màn hình bắt đầu nha. Và chọn sao thăng, không sao thăng. Đó. Thì lúc này nó nhảy được cái màn hình test như vậy, thì mình sẽ thử ở cái giải pháp là anh em chọn cái tab Position ở đây nè. Và chọn là Remove FKB 2023 ha. Thì ở đây nó sẽ kêu anh em nhắn vào chế độ sao thân không sao thân, sau đó nhắn Continue nè. Nhấn tiếp tục. Thì ở bước này nó sẽ có cái chi tiết cho anh em xem luôn. Tức là có 4 giải pháp. Giải pháp 1, 2, 3, 4. Thì cái cấp độ 1 thì bảo mật cũ, cái cấp độ 2 là bảo mật 2023 và 3, 4 thì nó sẽ có bảo mật mới và mới hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là chọn cái giải pháp 2. Thì đa số thì những cái máy đang trên thị trường thì nó nằm ở giải pháp 2 là nhiều anh em. Thì bước này anh em cứ chờ cái tool nó chạy và nó gửi lệnh. Khi mà nó báo lệnh qua đây thì anh em chỉ cần nhấn vào chữ luôn cho phép máy tính này nè. Đó, luôn cho phép máy tính này. Và nhấn cho phép ha. Thì tức là cái giải pháp này anh em là khi mà hiện được cái này thì anh em là tương đối thành công rồi. Còn trường hợp mà ở cái bước này anh em nhấn vào cho nó chạy mà nó không chạy thì anh em sẽ chọn lại Meton 2, Meton 3, Meton 4 vậy ha. Anh em cứ tha lần lượt test từng cái nha anh em.
Còn anh em test những cái đó là nó không chạy, những ba từ giải pháp 1 tới 4 mà không chạy thì anh em sẽ kiểm tra lại cái driver ha. Driver thì anh em kiểm tra ở đây driver nè. Đó. Thì cái mẹo kiểm tra thì để cho nó nhận được cái Samsung Mobile này là ok nè. Còn trường hợp mà nó không nhận thì anh em thử cài đặt cái này cho mình cái. Đó, mình sẽ hướng dẫn luôn cái fix driver ha. Cài đặt driver đây. Rồi. Khi nó báo cài đặt ok nè. Mình sẽ chỉ mẹo luôn cho anh em. Nó báo cài đặt ok á, là khi đó là cái máy anh em nó sẽ nhận thêm một cái driver ở dưới nữa. Nó sẽ để cái driver đây, driver Samsung Android nè. Rồi anh em cập nhật cái này lại là ok, cập nhật lên. Rồi nó nhận lại driver kia thôi ha. Nó nhận lại driver Samsung thôi nha anh em. Đó, rồi. Vậy là nó đã nhận lại được cái driver Samsung rồi đó. Là anh em chỉ vậy thôi, là vào mình sử dụng ha. Thì con Samsung S10 thì nó những giải pháp đó thì xử lý khá là ok anh em. Đó, giải pháp nó rất là ok. Thì mình cũng nói thêm, vừa qua mình cũng có bán cho anh em rất là nhiều tool. Thì trong đó có những cái tool chạy server của xó FKB Samsung ấy, hiện tại thì nó đã ngừng hoạt động rồi. Thì anh em cũng thông cảm, những cái tài khoản anh em đã tạo và còn tích lũy những cái điểm VDIT á, thì anh em tích lũy đó, khi cái chờ cái thời gian sắp tới thì có thể là tool nó sẽ hoạt động trở lại bình thường nha. Anh em đã mua cái những cái VDIT này ở bên mình á mà chưa sử dụng hết mà đang bị kẹt á, thì anh em cần hỗ trợ thì cứ liên hệ cho mình sẽ hỗ trợ anh em nha. Trong thời gian chờ online lại đó, mình những anh em nào mua nhiều mà còn tồn nhiều á thì mình sẽ hỗ trợ anh em. Còn những anh em mua ít thì mình sẽ vẫn hỗ trợ, nhưng mình báo phí anh em. Báo phí cho hợp lý cho anh em để anh em chữa cháy ha. Rồi thông tin thêm anh em á, thì hiện tại giờ những anh em nào đã mua tool bên mình á thì inbox cho mình để vào cái nhóm Zalo riêng ha, mình sẽ chăm sóc anh em ở trong nhóm Zalo mới của mình. Và đồng thời là sẽ có những cái khuyến mãi kèm theo cho anh em, khuyến mãi riêng trong nhóm thôi. Những anh em nào không vào nhóm thì mình sẽ không có khuyến mãi ha. Mình thông tin lại thì cái trang web của mình là linhhauyang.net á, anh em vào trong đó có những sản phẩm, có những sản phẩm ở đây anh em vào trong đây là có những sản phẩm mình sẽ cập nhật trong đây, và sẽ đồng thời có những hướng dẫn luôn ha. Ở đây mình có inox tool 67 cà phê đó, Hinga Tool, Mi Bypass, EK, Sách Tool hiện tại thì giá đang tăng đó, mình cũng nói với anh em rồi đó. Và tất cả các sơ đồ sửa chữa phần cứng nha. E-Mobile thì E-Mobile hiện tại thì nó cũng vẫn hoạt động nhưng mà giá nó cao anh em. Thì anh em cân nhắc giữa E-Mobile và EK ha. Thì cái nào mình thấy tiện thì mình làm. Rồi, thì ngoài những sản phẩm mình bán thì trên website cũng có những hướng dẫn nha. Hướng dẫn bằng ra đây anh em chịu khó đọc đó, đọc như học bài vậy thôi. Và những hướng dẫn bằng video đó, ở dưới video thì mình có những cái thông tin giá cả và những cái link download đó cho anh em xem, và thông tin số tài khoản của mình cũng có ở đây luôn ha, cho anh em để tiện anh em giao dịch luôn. Rồi anh em muốn download thì nhắn vào đây, mình sẽ tập trung những cái nào quan trọng nhất mình sẽ để đây cho anh em tải ha. Hướng dẫn thì mình có vài hướng dẫn mình sẽ cập nhật thêm cho anh em ha. Anh em chịu khó xem những cái thông tin mình để với lại ở dưới cái phần mô tả và những cái thông tin mình cập nhật ở trên website ha. Thì video này mình vừa làm cái con Samsung Galaxy S10 6 FGB và cũng thông tin cho anh em thêm rất nhiều cái thứ đã hoạt động cùng với anh em trong thời gian qua. Thì ngoài ra những cái giải pháp mới của Samsung, của Oppo Vivo thì cũng đã có một số giải pháp rất là hiệu quả. Khi anh em chọn testbone mà nó không nhận driver á, nó nhận driver mà nó tắt á, thì mình cũng đã có giải pháp rồi. Anh em vào trong nhóm và xem những cái video mới nhất của mình là anh em sẽ cập nhật được cái kiến thức thôi ha. Ngoài ra nữa thì cái dịch vụ xóa FGB của Simi thì mình đang hoạt động rất là tốt anh em. Xóa Simi và xóa tài khoản Milao luôn, hoạt động rất là tốt. Anh em chịu khó ha, chịu khó có máy thì anh em cứ liên hệ cho mình sẽ báo giá và làm
trực tiếp cho anh em, tại vì không có bán giải pháp cho anh em là lý do là giải pháp nó mắc. Giải pháp nó anh em nạp tối thiểu mỗi lần khoảng tầm khoảng 3 triệu lận, cho nên là mình không có chia sẻ. Anh em nào làm số đông số nhiều á, anh em làm sỉ phần mềm á thì inbox cho mình sẽ bán cho anh em giải pháp luôn ha. Giải pháp là Xiaomi FKB ha. Ngoài ra nữa thì Apple, cái tác Apple này thì nó cũng tương đối rất là hay. Ở bên cái Unlock Tool, Unlock Tool thì nó sẽ hỗ trợ bypass cho anh em từ 6G cho tới X, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ theo file boot game disk nha anh em. Tức là Unlock Tool có file boot game disk nào thì anh em làm được cái máy đó, chứ là anh em phải check cái iOS trước nha. Những như thí dụ như 7 loot, 8 loot mà iOS 11, 12, 13 thì anh em phải nâng lên, bắt buộc phải nâng lên 15, 16 nha anh em. 14, 15, 16 thì bên Unlock Tool nó sẽ có cái file game disk để cho anh em làm. Còn những cái iOS thấp hơn thì bắt buộc anh em phải tìm đến tool khác. Tool khác thì ở đây mình có cái tool 67 cà phê ở đây ha. Đó, 67 cà phê này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em là iOS từ 11 tới 16 luôn. Đó, nó không có cần phải nâng cấp iOS lên ha. Và mình sẽ làm trực tiếp trên iOS cũ luôn nha anh em. Cho nên các tiện lợi thì nó sẽ có giá cả nó riêng hết. Tức là mình sẽ kết hợp giữa Unlock Tool và 67 cà phê và một số cái tool Android khác thì anh em làm là hầu như là gần hết tất cả các việc rồi. Về cái mảng flap gom ở bên Unlock Tool thì anh em chịu khó tham khảo thêm nha. Mình không có chia sẻ nhiều ở trên cái phần flap này, tại vì công việc của mình rất là ít để flap gom, cho nên là cái này mình biết thì mình sẽ hướng dẫn anh em, chia sẻ cho anh em ha. Thì video cũng tương đối rất là dài rồi. Thì anh em mua hàng thì liên hệ cho mình qua số Zalo 0984 772881 nha. Số tài khoản của mình vẫn là 0984 772881, ngân hàng MB Bank nha anh em. Tên chủ sau chủ tài khoản là Lê Chí Linh nha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi cái kênh. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Thấy video hay thì cho mình xin nút like để video nó tăng lượt tương tác. Và anh em cần thắc mắc hỏi đáp gì đó thì anh em để lại bình luận ở dưới phần bình luận video. Và anh em nào cần dịch vụ phần mềm từ xa đó thì anh em cứ inbox trực tiếp qua Zalo cho mình ha, số 0984 732881. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video đến cái thời điểm này ha. Hẹn gặp anh em ở video lần sau nha.